Hello guys, it's me again. I'm Thanh from Ama English and welcome back to my channel. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Ama English. Và hôm nay Thanh quay trở lại một cái chủ đề đó là cách học từ vựng dành cho người mới bắt đầu. Các bạn có bao giờ rơi vào trường hợp giống Thanh không? Đó là Thanh có rất nhiều các quyển sổ từ vựng. Ngày xưa Thanh có rất nhiều các quyển sổ từ vựng đó và Thanh ghi chép tất cả các cái sổ từ vựng trong đó cái sổ từ vựng mà Thanh Thanh học, Thanh ghi hết tất cả những cái từ nào Thanh biết, Thanh đều ghi rất là chăm chỉ và có 4-5 quyển sổ dày cộp như vậy. Vậy thì cái câu hỏi đặt ra là cái khi mà Thanh ghi chép như vậy ấy, thì cái sổ từ vựng Thanh không sử dụng. Đó, Thanh ghi nên rất nhiều các cái từ trong đó nhưng mà Thanh không bao giờ động đến nó cả. Mặc dù ngày nào Thanh cũng ôn tập, ngày nào Thanh cũng mở ra Thanh xem ha. Thế nhưng mà dần dần nó vẫn cứ quên. Đó. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy? Tại sao mình học chăm như vậy mà mình vẫn quên? Tại sao mình ghi chép đầy đủ như vậy mà mình vẫn quên, đúng không ạ? Thì Thanh mới khi mà đi dạy thì Thanh mới phát hiện ra đó là các bạn chính cái phần mà khi mà các bạn giao tiếp thành thạo cái tiếng Anh căn bản rồi ấy. Các bạn giao tiếp thành thạo tiếng Anh căn bản rồi thì chúng ta nói được các cái chủ đề xung quanh chúng ta rồi, nói về các chủ đề liên quan đến chúng ta rồi, thì khi mà chúng ta muốn sử dụng cái từ vựng nâng cao hơn ấy thì chúng ta chỉ cần gắn cái từ vựng nâng cao đó vào trong cái hoàn cảnh mà chúng ta giao tiếp thôi. Đó là chúng ta đã sử dụng được cái từ vựng nâng cao đó rồi. Các bạn có hiểu ý Thanh không ạ? Chứ không phải là chúng ta di rất là nhiều các cái từ vựng khác nhau và sau đó chúng ta sẽ sử dụng được nó. Cái đấy không phải, cái quan điểm đấy hoàn toàn sai lầm. Ok. Khi mà các bạn đã có cái giao tiếp căn bản rồi nhá, các bạn đã có giao tiếp căn bản rồi thì các bạn sẽ không bị quên nữa. Nó là cái lực để cho các bạn có thể học thêm các cái lượng từ vựng khác xung quanh cũng cái chủ đề đó nhưng mà từ vựng nó khó hơn chẳng hạn, hoặc là các cái cấu trúc ngữ pháp nó khó hơn chẳng hạn. Đó. Chúng ta sẽ khai thác mở rộng thêm các cái từ vựng khác nhau, đúng không? Về cái chủ đề đó thì chúng ta thành là từ giao tiếp nâng cao thành thạo cái giao tiếp cơ bản rồi thì chúng ta mới nâng tầng lên được là cái giao tiếp nâng cao là chỉ là gì? Bản chất nó chỉ là giao thành thạo giao tiếp cơ bản và sau đó mở rộng ứng dụng các cái từ vựng nâng cao cũng như là các ngữ pháp nâng cao vào. Chính vì vậy nó là thành giao tiếp nâng cao rồi, đúng không? Đó, rất nhiều người bạn là bỏ qua học rất là qua loa cái phần giao tiếp cơ bản dẫn đến là không thể nói được hoặc là nói không thể trôi chảy, nói không thành phản xạ được. Sau đó lại học thêm cái nâng cao vào, sau cuối cùng là bị nản, không muốn học nữa. Đúng không? Bởi vì mình học nên đâu có sử dụng được đâu. Sử dụng không thành thạo, mình bảo quái là mình học mấy khóa rồi hoặc là mình học rất lâu rồi mà mình nói vẫn cứ ầm ừ. Đấy là bởi vì giao tiếp cơ bản các bạn chưa thành thục, các bạn chưa sõi, các bạn đã mong muốn học nâng cao lên rồi. Nhưng cái đấy thì nó không có tác dụng gì cả. Được chưa? Vậy vì chốt lại một kiến thức là gì? Học từ vựng sẽ không giúp các bạn thành công được. Học từ vựng sẽ không giúp các bạn có thể giao tiếp được. Học nhiều từ vựng nhồi nhét như vậy sẽ không thể giúp các bạn có thể nói được cũng như là ứng dụng được nó vào trong quá trình giao tiếp. Chính vì vậy chỉ cần chúng ta học cái thành thạo cái giao tiếp cơ bản, sau đó chúng ta ứng dụng thêm những cái từ vựng mới trong các hoàn cảnh mới hoặc là các cấu trúc ngữ pháp mới thì như vậy thì chúng ta đã có thể là thành trở thành dần dần bước sang dần cái gọi là cái nâng cao trong tiếng Anh giao tiếp, đúng không? Được chưa? Đó, chúng ta học thành thạo cái chủ đề giao tiếp cơ bản, sau đó ứng dụng thêm các cái từ vựng mới, các cái chủ điểm ngữ pháp mới thêm vào, các cấu trúc ngữ pháp mới thêm vào thì chúng ta sẽ mở rộng dần dần mở rộng cái vòng tròn từ vựng cũng như là cái vòng tròn phạm vi về từ vựng ngữ pháp của mình ra. Đó, ok. Vậy thì sưu tầm thật nhiều từ vựng sẽ không mang lại kết quả gì cho các bạn cả, đúng không? Vậy thì tại và sớm muộn thì các bạn cũng sẽ quên cái từ vựng đó thôi. Vậy thì học từ vựng thì chúng ta học thế nào đây? Thứ nhất, chúng ta sẽ phải học theo chủ đề. Học theo chủ đề từ vựng và chủ đề này phải phù hợp với năng lực cũng như là gần gũi nhất đối với bản thân mình, đúng không? Chúng ta sẽ học các cái chủ đề xung quanh bản thân mình trước, sau đó chúng ta mới mở rộng sang các cái đối tượng khác, ví dụ nói về bản thân mình, sau đó nói về một nhóm người khác hoặc nói về ngôi thứ ba số ít, tức là cô ấy anh ấy, đúng không? Đó thì sau đó chúng ta mới mở rộng dần 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 ra đó. Và thứ hai, trong quá trình mà chúng ta mở rộng dần dần đó, chúng ta thành thạo giao tiếp cơ bản rồi nhá, chúng ta rơi vào các cái ngữ cảnh khác nhau, các cái bối cảnh khác nhau thì chúng ta sẽ phải bắt buộc phải thúc đẩy là vậy thì trong cái hoàn cảnh này mình muốn nói cái từ này mình nói như thế nào nhỉ? Đó thì các bạn sẽ phải sau đó các bạn sẽ phải quay trở về là cái từ đấy mình sẽ search, mình sẽ tra, mình sẽ học thêm cái từ đó, cái từ đó là được nói là như thế này này. Đó, sau chúng ta lại vận dụng ứng dụng vào trong trong cái quá trình mà mình nói đó. Đó, đó thì chính vì vậy đó là cái khoảng thời gian mình học giao tiếp. Mình trau dồi dần dần, mình mong muốn học dần dần. Các bạn đừng hy vọng là
những cái từ vựng, hoặc là các bạn gặp một lần hoặc là học một lần mà các bạn nhớ được luôn nhá, cái đấy không bao giờ luôn á. Các bạn gặp một lần mà các không không sử dụng nó, sử dụng là gì, à ôn lại bằng cách đọc nó, sử dụng nó, ứng dụng nó vào trong giao tiếp thì các bạn mới nhớ được nó, chứ không phải là học xong học thuộc lòng. À cô ơi hôm nay cô, à, mình học baseball là bóng chày, à, mình nhớ luôn cái từ bóng chày đấy, không, never, không bao giờ nhá. Ok. À, trong cái bối cảnh đó thì chúng ta sẽ phải học từ vựng, rồi trong đó mỗi cái mảng từ vựng đúng không, chúng ta ứng dụng với cái ngữ pháp mà chúng ta đi kèm với cái từ vựng đó. Thay lấy ví dụ ha, mình học từ baseball, từ bóng chày, vậy thì à chơi bóng chày đúng không, play baseball, vậy thì khi mà mình nói là tôi đã từng chơi bóng chày mình nói thế nào nhỉ, đúng không, mình không biết cái cụm từ đúng không, chúng ta phải ứng dụng cái cụm ngữ pháp là à đã từng là gì, used to cộng với verb đó, used to verb là đã từng làm gì, và chúng ta ghép vào I used to play baseball đó, hình dung ạ, tức là thành thạo cơ bản rồi, gặp cái từ nào khó, cấu trúc nào khó mình muốn tìm hiểu thêm, mình tra thêm, mình search thêm, mình lại tích lũy dần dần cho bản thân mình đó. Ok. Và chúng ta không cần chính vì vậy là chúng ta sẽ không cần phải biết hết tất cả các loại từ vựng đâu nhá, và không phải biết hết tất cả các càng nhiều từ vựng càng tốt, nhiều mà không học thì nhiều, nhiều mà không ứng dụng thì nhiều để làm gì, đúng không? À, và có rất nhiều bạn có xu hướng Thanh hay chia sẻ tài liệu ở trên trên Facebook cá nhân của Thanh đúng không? Có rất nhiều người sẽ bị hấp dẫn bởi những cái tài liệu như là sổ tay 1.000 từ vựng thần thánh, sổ tay thần thánh 1.000 từ vựng đó. Các bạn nghĩ là các bạn download cái tài liệu đấy về các bạn học được á? Không hề. Hay là 500 mẫu câu giao tiếp cơ bản, hoặc là 1.000 mẫu câu giao tiếp cơ bản hàng ngày. No, đừng học như vậy, đúng không? Các bạn sẽ bị hấp dẫn bởi những cái con số như vậy. Các bạn cứ tưởng tượng là à, khi mình download về, hoặc là mình download về, hoặc là mình có được cái tài liệu đó là mình có thể ứng dụng được nó luôn. À, đâu phải, đúng không? Thanh cũng ngày xưa Thanh cũng rất nhiều lần là rất có nhiều các cái nguồn chia sẻ tài liệu ở trên mạng, và Thanh cũng xin về, và Thanh để nó nằm đẹp đẽ ở trong cái ổ drive của Thanh, hay là Thanh đi in ra rất là đẹp đẽ và Thanh để ở trong cái giá sách của Thanh, nhưng không bao giờ Thanh động đến nó. Mọi người hình dung ạ, không bao giờ động đến nó cả. Đó. Vậy thì người bắt đầu học tiếng Anh giao tiếp thì có khó hay không? À, không khó. Không khó. Mọi người lưu ý cho Thanh ba vấn đề sau. Thứ nhất, đó là phải có một phương pháp phù hợp. Phương pháp phù hợp. Thứ hai, lộ trình phù hợp. Lộ trình tức là như thế nào? À, mỗi một trung tâm hoặc là mỗi một cái chương trình nào đó sẽ đưa cho bạn một lộ trình nhất định. Nhưng các bạn sẽ phải tự thiết kế cái lộ trình dành cho bản thân mình, để sao cho nó phù hợp với bản thân mình. À, thay vì Thanh bảo là cái lộ trình cơ bản dành cho người bắt đầu gồm có 24 buổi học như này, tuy nhiên bạn sẽ phải thiết kế cái lộ trình đấy làm sao, lúc mà về ha, mình sẽ học vào thời gian nào, sẽ học vào buổi sáng đúng không, thức khi thức dậy từ 6 giờ sáng đến 7 giờ sáng tôi học tiếng Anh chẳng hạn, thì cái hành động đấy, cái lộ trình đấy các bạn phải lặp đi lặp lại liên tục để khi nó kết thúc khóa học, như vậy nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất cho các bạn, chứ các bạn sẽ không bảo là tôi học xong cái bài này là tôi xong. Nhưng mà không phải, chắc gì các bạn học xong các bạn đã nói được, đúng không? Bởi vì các bạn chưa luyện tập đủ nhiều. À, có những người học một phát là người ta có thể nói được luôn, nhưng có những người là phải luyện tập đến 5-10 lần mới nói được. À, như vậy là các bạn đã học, đã chính thức xong cái bài đấy chưa? Hay là các bạn chỉ mới gọi là kết thúc thôi, nhưng mà chưa chưa nói được thì đâu có phải là xong, đúng không ạ? Đó, cái lộ trình đó là phải do mình giám sát. Mình có một cái lộ trình phù hợp rồi, nhưng mà phải do mình giám sát và phải học hiệu quả, học chất lượng chứ không phải là học lấy số lượng, đúng không ạ? Có rất nhiều người học Thanh xong một khóa rồi, Thanh vẫn bắt học lại ở level 1, thậm chí Thanh còn cho cái bạn khóa online để các bạn học lại. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn chưa thể nói được, các bạn không tập trung trong quá trình học, các bạn không đạt hiệu quả trong quá trình nói, phải nhuần nhuyễn giao tiếp cơ bản khi các bạn lên nó mới dễ dàng được, đúng không? Các bạn nó mới thành nó có động lực để mà học thúc đẩy. Chứ các bạn bây giờ các bạn học mà giao tiếp cơ bản xong, sau đó các bạn lại học sang cái khóa thứ hai, cho khóa thứ nhất các bạn học chưa ok, các bạn sang học khóa thứ hai liệu nó có kết quả hay không? Câu trả lời là không có. Đó. À, bởi vì sang thứ hai từ vựng nó khó hơn, rồi khóa thứ nhất bạn chưa vững, rồi cái khóa thứ hai bạn học kiểu gì? Các bạn lại lại ngồi một chỗ trồi không biết là cái từ này nói như nào. Ví dụ ha. Khi mình hỏi what time is it? Bây giờ mấy giờ rồi? Các bạn phải trả lời đúng luôn. À, it's 10 past 10, 10 giờ 10. Chứ các bạn lại à, it's 10 past 10, 10, 10. Ôi, cái đấy, những cái phản xạ tự nhiên là các bạn phải phản xạ được ngay thuần
thành thạo, hay gọi là thành thạo cơ bản đã nhá. Sau đó các bạn mới cố gắng đi sang cái nâng cao. Nâng cao là gì? Chỉ là cái phần học từ vựng khó hơn, ngữ pháp khó hơn một xíu, nó thành nâng cao rồi, đúng không? Ok. Và thứ ba đó là niềm tin. Các bạn phải tin vào chính bản thân mình. Có rất nhiều người hỏi Thanh là sau khóa này cô có nói được không? Sau khóa này chị em có nói được không? À chị ơi, nói hay không là do bản thân mình. Nhưng mà phải 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 có niềm tin và phải kiên trì đi theo hết cái lộ trình đó, thực hiện theo đúng những cái hướng dẫn của giáo viên hoặc là hướng dẫn của cái mức khóa học đến đưa ra cho các bạn. Chứ các bạn học học gọi là chỉ có mấy từ, học học cho có thì nó cũng không đưa đến hiệu quả gì, đúng không? Thế nên là Thanh không trả lời những cái câu hỏi đấy. Cho nên là nếu các bạn nào inbox hỏi Thanh những cái câu hỏi đấy thì làm ơn đừng inbox nữa và Thanh sẽ không trả lời đâu ạ. Alright. Rồi, đừng có hỏi lại cô ơi, cô học xong khóa này em còn nói được không? Câu này là khó quá, Thanh không trả lời được. Ok, next one. Vậy thì tiếng Anh nâng cao là cái gì? Tiếng Anh nâng cao chỉ là việc sử dụng thành thạo tiếng Anh căn bản, sau đó ứng dụng các cái từ vựng nâng cao cũng như là các cấu trúc ngữ pháp nâng cao vào, thế là nó thành tiếng Anh nâng cao, đúng không? Còn nếu các bạn tiếng Anh cơ bản mà các bạn chưa có gì, các bạn chưa nói được thành thạo, vậy thì khi mà các bạn học từ vựng để nâng cao để làm gì? Có sử dụng nó không? Không, đúng không ạ? Đó, vậy thì lưu ý là chúng ta sẽ không nhồi nhét từ vựng, học chủ đề phù hợp với năng lực của bản thân mình, học các cái chủ đề phù hợp với năng lực của bản thân mình, chứ đừng học liên miên, học lan man, học linh tinh, không có tác dụng gì cả, đúng không? Các bạn đi giao tiếp hàng ngày, giao tiếp xã hội, các bạn nói chuyện thì các bạn học các cái từ vựng liên quan đến y tế làm gì? Các bạn học cái từ vựng liên quan đến sản xuất làm gì, đúng không? Bởi vì sao? Những cái từ vựng đấy mình học sau, mình liên quan đến cái mảng đó thì mình bắt đầu tích lũy dần dần sau, đúng chưa? Không cần phải học cái đó. Rồi, nói thành thạo những cái gì mình gần gũi được với mình, và sau đó chúng ta sẽ kéo dài, mở rộng cái vốn từ vựng của mình ra, vòng tròn từ vựng của mình ra, đúng không ạ? Vậy thì chốt lại là gì? Nếu các bạn có tiếng Anh giao tiếp căn bản rồi, thành thạo tiếng Anh giao tiếp căn bản rồi, thì chắc chắn cái vốn từ vựng của bạn sẽ tự động được mở ra theo cái nhu cầu của bản thân mình, đúng không? Mình học mình ok, mình có động lực, mình muốn tìm hiểu thêm, muốn biết thêm thì nó sẽ được mở rộng ra, cái vòng tròn từ vựng nó được mở rộng ra nhiều hơn nữa. Đó, thì chính vì vậy đừng có ngồi ghi chép các cái từ vựng ra, thấy 1.000 từ vựng lấy về, thấy 500 cấu trúc giao tiếp cơ bản lấy về, sau cuối cùng không động đến nó, làm gì đâu, đúng không? Học thành thạo cơ bản, học ứng dụng áp dụng, học ứng dụng áp dụng, lặp đi lặp lại, được chưa? Học ngữ pháp là phải áp dụng với, đi đôi với cả cái từ vựng cấu trúc ngữ pháp đó, phải đi đôi với cả cái từ vựng được sử dụng. Đó là những cái điều mà Thanh muốn chia sẻ dành cho những người mới bắt đầu mà mong muốn là mình thông não, mình học từ vựng, hoặc là mình học cái phương pháp học thế nào sao cho phù hợp, được chưa? Okay, so that's it for today. Thanks for watching my video and see you next time. Bye.